Kính chào quý khán thính giả và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết nói thẳng Việt Nam có nên tham gia liên minh quân sự hay không? Bài báo được đăng trên trang Sputnik, một tờ báo của Nga. Trong bối cảnh xung đột chính trị, cạnh tranh giữa các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc ngày càng gay gắt, Việt Nam nên ứng xử như thế nào giữa một thế giới đầy biến động? Hà Nội có nên chọn bên liên minh theo nước lớn nào đó hay không? Giới quan sát tin rằng với đường lối ngoại giao khôn khéo của mình, Việt Nam sẽ không lựa chọn con đường như Ukraine. Đồng thời Việt Nam cũng sẽ không biến mình thành con tốt thí và tự chúc thêm kẻ thù qua ảo tưởng liên minh quân sự. Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng cho rằng, nếu tham gia liên minh quân sự, Việt Nam sẽ tự chuốc thêm kẻ thù, sẽ trở thành một bên trong cuộc đối đầu giữa các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc. Việt Nam chọn chính nghĩa. Như Sputnik đã thông tin, ngày 11 tháng 5, tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ CSIS, người đứng đầu chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, một lần nữa tái khẳng định lập trường đối ngoại kiên định của Hà Nội, Việt Nam là không chọn bên, Việt Nam chọn chính nghĩa, công lý và lẽ phải. Chọn chủ đề chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tình bạn Việt-Mỹ chính là minh chứng cho tôn chỉ trên sự phát triển vượt bậc trong quan hệ Hà Nội-Washington hôm nay được xây dựng với nỗ lực của hai bên bằng sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm bằng sự cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt là đối tác tin cậy với các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn thể hiện sự chân thành, nhất quán, minh bạch trong xây dựng, triển khai đường lối đó. Người đứng đầu chính phủ cũng khẳng định Giữa độc lập và phụ thuộc, Việt Nam luôn chọn độc lập với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do. Giữa thương lượng và đối đầu, Việt Nam chọn thương lượng. Giữa đối thoại và xung đột, Việt Nam chọn đối thoại. Giữa hòa bình và chiến tranh, Việt Nam chọn hòa bình. Giữa hợp tác và cạnh tranh, Việt Nam chọn hợp tác và cạnh tranh thì phải cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau. Đặc biệt, Việt Nam sẵn sàng đối thoại, hợp tác để xử lý các khác biệt bất đồng, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích và giải quyết thỏa đáng các mối quan tâm của các đối tác, các quốc gia, cộng đồng quốc tế. Dẫn về tình hình Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Việt Nam luôn chủ trương duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Người đứng đầu chính phủ, Nhắc lại sự thật lịch sử là một quốc gia đã trải qua và hiểu được những mất mát của nhiều cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình hòa giải giữa các quốc gia. Việt Nam là địa điểm tổ chức thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên lần 2. Trong vấn đề Ukraine, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực sáng kiến của cộng đồng quốc tế trong việc tạo điều kiện để các bên đối thoại, tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững. Riêng với Mỹ, theo ông Phạm Minh Chính, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác trên cơ sở chân thành, tiếp tục củng cố lòng tin, tăng cường trách nhiệm của cả hai bên vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Việt Nam có nên chọn bên hoặc là liên minh quân sự hay không? Đây hoàn toàn không phải là vấn đề mới được đặt ra. Đặc biệt khi xảy ra xung đột căng thẳng giữa Nga, Ukraine, Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi các bên giảm căng thẳng, nhanh chóng nối lại đối thoại qua tất cả các kênh, tôn trọng luật pháp quốc tế, cả Moscow và Kyiv đều là những người bạn truyền thống của Hà Nội. Việt Nam mong muốn hai bên đều hướng đến hòa bình, lợi ích chung và ổn định để phát triển. Theo tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên phó viện trưởng viện chiến lược quốc phòng phân tích với phát thanh quân đội cho rằng trên thế giới chưa có nước nào có thể hy sinh lợi ích của dân tộc mình chỉ vì lợi ích của một dân tộc khác. Theo nguyên phó viện trưởng viện chiến lược quốc phòng, quan điểm cho rằng Việt Nam cần phải chọn bên để gia tăng sức mạnh bảo vệ đất nước là mơ hồ và ảo tưởng. Có cùng quan điểm với tướng Nguyễn Hồng Quân và Lý Sải về nhận định này, theo trung tướng Nguyễn Đức Hải, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, nếu tham gia liên minh quân sự, Việt Nam sẽ tự chúc thêm kẻ thù, sẽ trở thành một bên trong đối đầu giữa các nước lớn. Trung tướng Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam không đứng về bên nào, mà Việt Nam chọn lẽ phải, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ hiến trương Liên hợp quốc và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong quan hệ với bạn bè thế giới việt nam luôn tỏ rõ thiện trí là bạn là đối tác tin cậy với sự chân thành cởi mở tướng hải bổ sung thêm một khi là bạn tốt chúng ta có thể huy động được sức mạnh của cộng đồng quốc tế ở phạm vi rất rộng toàn diện nhờ đó việt nam cũng góp phần vào bảo vệ tổ quốc từ rất sớm từ xa loại trừ được nguy cơ xung đột chiến tranh nếu chúng ta chọn bên thì sẽ mất độc lập tự chủ không thể biến mình thành con tốt trên bàn cờ chiến lược theo nguyên đại sứ Việt Nam ở Myanmar, tiến sĩ luận Thủy Dương, trong quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn tỏ rõ thiện chí là bạn, là đối tác đáng tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay, rất nhiều quốc gia có lợi ích trái ngược, đối đầu. Theo chuyên gia, Việt Nam sẽ tiếp tục đứng về lẽ phải, đứng về chính nghĩa, lấy đó làm hệ quy chiếu trong việc bày tỏ quan điểm trong quan hệ quốc tế. Nguyên đại sứ luận Thủy Dương phân tích, lẽ phải Việt Nam chọn ở đây là vì hòa bình và phát triển thịnh vượng của thế giới. Chính nghĩa mà Việt Nam kiên định phải hiểu là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển của đất nước. Thực tế lịch sử cũng đã cho thấy sau chiến tranh thế giới thứ hai đã ra đời không ít liên minh quân sự. Nhưng trên thực tế, đó là các liên minh đối đầu nhau về lợi ích, đưa đẩy thế giới vào những cuộc chiến tranh xung đột tranh giành quyền lực, dẫn đến những bất ổn về chính trị, nhiều quốc gia, nhất là các nước nhỏ trong khối liên minh quân sự, bị chi phối, tác động của các nước lớn, trong nhiều trường hợp đã phải từ bỏ một phần chủ quyền của mình, không còn giữ được đầy đủ độc lập tự chủ và trở thành con tốt trên bàn cờ chiến lược của các nước lớn. Thậm chí khi chủ quyền bị xâm phạm thì các thành viên trong khối cũng gần như không có sự can thiệp hỗ trợ gì về quân sự. Theo quan điểm của tiến sĩ sử học Phạm Minh Thế, điều này cho thấy bảo vệ tổ quốc phải dựa vào thực lực của chính mình. Mọi sự trông chờ giúp đỡ dựa vào nước ngoài để bảo vệ đất nước là điều không thể có và không thể thành hiện thực được trong thực tế. Tiến sĩ cũng chỉ rõ hiện nay có nhiều tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội rằng chúng ta phải nghiêng về phía nọ, phía kia, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là nghiêng về sức mạnh đại đoàn kết quốc gia, dân tộc và dựa vào thực lực của chính mình, dựa vào sự chủ động sáng tạo và linh hoạt của ta trong việc ứng phó với những biến đổi của thời cuộc. Biết mình và biết người, đúng như lời ông Nguyễn Phú Trọng những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Việt Nam đã và đang phấn đấu dần đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt hòa giải, sáng kiến tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể. Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 nước thuộc tất cả các châu lục và có quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước lớn. Các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với 17 quốc gia, trong đó có 3 đối tác chiến lược toàn diện, 13 đối tác toàn diện. Năm 2020, Việt Nam đã phê chuẩn và triển khai có hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, tham gia ký hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực. Đã có 71 nước công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Việt Nam đã gia nhập ASEAN năm 1995, ASEM năm 1996, APEC 1998, WTO 2007, CPTPP năm 2018. Đã đăng cai thành công diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC năm 2006 và 2017. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 năm 2019. Đồng thời, Việt Nam là một thành viên tích cực của hầu hết các văn kiện cơ bản về quyền con người của Liên Hợp Quốc và đã được bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016 và tiếp tục ứng cử và đã được các nước ASEAN đồng thuận đề cử là ứng cử viên của ASEAN, tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2010-2020. Trong đó, Năm chủ tịch ASEAN 2020 đã thành công toàn diện, vang dội, trọn vẹn và thực chất. Ngoài ra, Việt Nam hai lần được bầu giữ chức Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2008-2009, nhiệm kỳ 2020-2021. Nhiệm kỳ 2020-2021 đạt số phiếu gần như tuyệt đối 192 trên 193 phiếu. Đảm nhận tốt vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an ngay trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ là tháng 1 năm 2020. Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực tại hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thể hiện hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, đề cao luật pháp quốc tế, nỗ lực xây dựng đồng thuận, tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho các tranh chấp xung đột. Trường phái ngoại giao cây tre của Việt Nam, trường phái ngoại giao cây tre của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay dường như là vô cùng phù hợp. Phát biểu tại hội nghị đối ngoại toàn quốc hôm 14 tháng 12 năm 2021 ở Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Việt Nam có trường phái ngoại giao riêng, trường phái đối ngoại đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, đó là trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam. Theo đảng trưởng, cây tre Việt Nam gốc thì vững chắc, cành thì uyển chuyển, mềm dẻo nhưng rất kiên cường, không có cơn gió nào cuột ngã được. Ông ta cũng cho biết trường phái ngoại giao của đất nước thấm từ tâm hồn, cốt cách, khí phách của Việt Nam. Mềm mại, khôn khéo, rất kiên cường, linh hoạt, sáng tạo, kiên định, can trường trước mọi thử thách khó khăn.